Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Tôi biết ơn Chúa vì trong một góc cạnh, chúng tôi thấy mức độ của công việc của Chúa đó, thì đang ở trong một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng đang gia tăng cái cường lực của nó, sức mạnh của nó, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đang làm việc và Ngài đang kết nối những cái công việc nho nhỏ lại, những cái đốm lửa, những câu chuyện, những cuộc đời được Chúa Ngài ban phước, họ được gặp gỡ Chúa, họ được kinh nghiệm Chúa, và gom lại để rồi chúng ta thấy rằng có một lời làm chứng rất là mạnh mẽ, sống động rằng Chúa Ngài đang bắt đầu công việc của Ngài ở trên nhiều cuộc đời, trên hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì khi nhìn lại thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái công việc mà chúng ta thấy rằng nhiều năm chúng ta cầu nguyện, chúng ta chưa thấy động tĩnh gì. Và bây giờ thì chúng ta thấy bắt đầu có sự di chuyển, có nhúc nhích. Như người ta nói rằng có một con voi nó nằm ở giữa đường và dân chúng ở trong làng tìm đủ một cách để đẩy nó mà không có chuyện gì xảy ra. Rồi một lần cuối khi họ đẩy thì cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có một người lớn tuổi ở tại đó, ông la lên. Ông nói tốt rồi, bởi vì nó rùng mình. Trước đó là không có cái gì động tĩnh gì hết, nhưng mà khi con voi nó bắt đầu nó rùng mình, ông có kinh nghiệm, ông la lên ông rằng nó chuẩn bị đứng dậy. Và đúng như vậy là sau đó con voi nó đã đứng dậy. Khi chúng ta nhận thấy công việc dường như là nó nằm yên một chỗ, nhưng bây giờ chúng ta thấy có sự chuyển mình, có những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đang làm, hội thánh của Chúa đang đáp ứng lại với lời gọi của Chúa, thì những công việc lớn xảy ra ở trong phước hạnh của Chúa. Nhìn về công việc ở quê nhà của chúng ta thì chúng ta thấy rằng đạo của Chúa cũng phát triển một cách rất là nhanh ở giữa những người họ kinh nghiệm được dấu kỳ phép lạ của Chúa, quyền năng chữa lành, quyền năng phép lạ của Chúa biến đổi đời sống của họ. Thì chúng ta thấy trước đây nhiều năm thì chúng ta nghe nói về các trung tâm này, đó là một người ở bên trong được giúp đỡ để họ có thể được phục hồi. Thì ở bên ngoài chúng ta biết rằng có ít nhất là có 3 người nữa sẽ được ảnh hưởng. Cho nên một người bên trong, 3 người bên ngoài, thật ra trung bình là khoảng 4 người. Nhưng mà lần này tôi về thì anh em nói rằng cái ảnh hưởng của nó hơn rộng xưa. Tại sao? Thí dụ như trung tâm Aquila bây giờ đang nghĩ đến vấn đề là phải xây những cái tòa nhà cho các em nhỏ. Bởi vì cha mẹ của nó sau khi được phục hồi, Chúa chữa lành cho HIV không còn gọi là dương tính nữa, thì họ lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Bây giờ thì số thiếu nhi chạy chơi ở trong sân của trung tâm Aquila cũng đang lên cao. Cho nên là có thêm nhu cầu. Cho nên chúng ta thấy khi một cuộc đời được ảnh hưởng bởi quyền năng của Chúa, bởi tin lành của Ngài, thì chúng ta thấy cái thế giới của họ được thay đổi. Và nếu cho đủ thời gian thì nhiều việc nữa chúng ta thấy có thể được xảy ra. Nhiều câu chuyện cũng rất là được khích lệ. Thí dụ như mẹ của mục sư Nam Quốc Trung, khi chúng tôi ngày đầu tiên đến thì sau khi giảng lời của Chúa thì những người có nhu cầu tiến lên để được cầu nguyện. Và khi bà được cầu nguyện thì Chúa Ngài chữa lành cho bà. Mà hai đầu gối, người lớn tuổi hai đầu gối bị đau rất là khó chịu. Dù trước đây là bà rất là năng động, trong tất cả các tòa nhà của trung tâm Aquila thì bà là cái người mà đi và dọn đất, dọn đá để chuẩn bị cho việc xây cất. Cho đến khi chân của bà đau đó thì trung tâm nữ, bà chỉ có thể giúp được phần đầu, rồi sau đó thì là bà phải ngồi để nhìn thôi. Bởi vì hai đầu gối rất là khó chịu khi đi lại. Mỗi bên đầu gối bên tay phải, nhưng mà nó vẫn không có giúp đỡ gì nhiều. Nên bà quyết định là bà sẽ không mổ ở bên tay trái. Nghe nói chúng tôi sẽ về đó và ghé lại thăm trung tâm một ít ngày thì bà chờ đợi. Và cảm ơn Chúa trong cái lòng khao khát đó, Chúa Ngài đã làm việc. Bà đã được Chúa Ngài chữa lành cái khớp gối ở bên phía bên tay trái. Mạnh mẽ đến độ là những cái đồi đó có nhiều bậc cấp, bà bỏ gậy bà đi. Ngày sáng Chủ nhật thì bước lên tòa giảng với 5 cái bậc cấp so với lại của chúng ta tại đây. Mà đi không cần chống gậy nữa. Và cảm ơn Chúa. Khi bà được chữa lành như vậy thì bà gọi và tín đồ ở Hà Nội kéo lên trung tâm để cần được giúp đỡ đó, để họ có thể được giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện như vậy đó, nó cứ lặp đi lặp lại. Và chúng ta thấy trong hội thánh của Chúa, trong Kinh Thánh, điều này cũng xảy ra giống như vậy.
Thì chúng ta biết rằng có những cái công việc Chúa Ngài làm mà nó được lan tỏa ra trong ơn của Chúa. Và tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng xem ở trong công vụ chương 8. Công vụ chương 8 từ câu 4 cho đến câu số 25. Công vụ chương 8 từ câu 4 cho đến câu số 25. Để chúng ta sẽ xem cuộc phục hưng thứ hai. Anh chị em có thể giúp tôi trong cái tài liệu gửi ra, anh chị em sửa nó lại là khoảng năm 36 chứ không phải là 30 sau công nguyên. Địa điểm của cuộc phục hưng này chúng ta biết là nó tại thành Samari. Và phần kinh thánh mà chúng ta tập trung vào ở trong buổi tối hôm nay đó là từ câu số 4 cho đến câu số 25. Vậy những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip đi xuống thành Samari và rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Chúng ta để ý đến chỗ đó. Họ nghe ông giảng và thấy việc ông làm đó thì đã chiếm được cái sự chú ý của họ. Thì chúng ta thấy rằng họ đồng lòng, tức là tất cả mọi người không có lo ra, không có nói chuyện riêng. Thì chúng ta thấy đây cũng là một trong những điều mà xảy ra ở trong những cái cuộc phục hưng đó. Khi Chúa bày tỏ sự hiện của Ngài một cách hiển lộ đó, thì nó sẽ chấm dứt cái tình trạng là người ta ngồi, người ta nói chuyện riêng ở trong nhà thờ. Tôi không có gì khó chịu cho bằng khi đi đến một vài nơi thì thấy ở trong lúc mà mục sư đang giảng thì dưới tín đồ ngồi nói chuyện. Nó nói chuyện lớn. Và chúng ta thấy rằng đó là những chuyện mà không thể có được khi sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ tràn ngập đến như vậy. Tất cả, hết thảy, họ đều tập trung và họ nghe, họ chăm chú, họ nghe Philip. Vì có những quế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám. Nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui. Bây giờ trong thành có một người tên Simon, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Samari kinh ngạc. Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông, nói rằng người này là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là đại năng. Câu 11. Họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ đã thấy, họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp têm. Chính Simon cũng tin. Sau khi nhận báp têm, ông ở luôn với Philip, thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Câu số 14. Các sứ đồ Jerusalem nghe tin dân chúng ở Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-rơ và Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả. Họ chỉ nhân danh Đức Giê-xu, nhân danh Chúa là Đức Giê-xu nhận báp têm mà thôi. Phi-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống. Simon lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ và nói, xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy được lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-rơ trả lời rằng tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để mai ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng của anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon trả lời, xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó. Sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Phi-rơ và Giăng trở về Jerusalem, vừa đi vừa truyền giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Cảm ơn Chúa. Một phần kinh thánh rất sống động, ly kỳ mà chúng ta thấy ở tại đây. Chữ nghĩa chắc là không có thể diễn tả hết những điều đã diễn ra. Mà chúng ta thấy ở trong cái khung cảnh của tràn ngập của sự hiện diện và quyền năng của Chúa đó, thì có rất là nhiều việc. Nếu mà từng chi tiết thì chúng ta thấy rằng sẽ triển khai được rất là nhiều. Bởi vì những cụm từ như là chúng ta thấy có những quế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám. Nếu mà mỗi người kể cho chúng ta câu chuyện của họ thì chúng ta sẽ thấy rằng việc đó rất là sống động. Rồi nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Cảm ơn Chúa, những công việc như vậy bày tỏ ra ở trong sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì sau đó có cái sự trở lại. Nhưng chúng ta lùi lại một chút để chúng ta suy nghĩ cái chữ vậy đầu tiên của câu số 4. Vậy, những người bị tan lạc
đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Chúng ta biết cái lý do là bởi vì Saul sau này được đổi tên là Phaolô đó, ông đang bắt bớ hội thánh của Chúa. Ông chính là người tán thành việc ném đá Ê-tiên cho đến chết. Và ở trong cái chỗ khi thấy giết được Ê-tiên, ông thấy dường như là có thể bịt miệng được những người rao giảng tin lành của Chúa, thì ông lại hăng hái càng hơn lên nữa, và ông bắt bớ hội thánh của Chúa càng hơn. Và chúng ta thấy rằng nhiều việc đã xảy ra khiến cho hội thánh của Chúa tại Jerusalem lúc bây giờ người ta phỏng đoán là có thể lên đến 30.000 người rồi, và tan lạc ra. Thì có một điều mà chúng ta thấy ở tại đây, đó là khi họ bị bắt bớ và tan lạc như vậy thì đi đâu? Câu số 4 cho chúng ta thấy đó là họ đi đâu thì họ cũng giảng tin lành, truyền giảng tin lành của Chúa đến đó. Cảm ơn Chúa, đây là hình ảnh mà chúng ta thấy được để nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta hãy tập trung trong việc giảng tin lành của Chúa. Nếu chúng ta hội thánh nhóm nhau lại mà không có cái mục tiêu để chúng ta đi ra, chúng ta giảng tin lành của Chúa, thì không bao lâu Chúa Ngài sẽ cho phép bắt bớ khó khăn đến. Bởi vì Chúa muốn hội thánh của Chúa chúng ta hiện hữu không chỉ cho nội bộ, mà phải có cái việc là, nếu không nói là quân bình, thì chúng ta phải tập trung vào trong công việc là hướng ngoại. Bởi vì có mặt của chúng ta để làm nhân chứng, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa. Khi nào chúng ta bắt đầu cảm thấy nhàn hạ, chúng ta bắt đầu vui hưởng thông công, bẻ bánh vui vẻ thật thà với nhau trong nội bộ mà thôi, mà chúng ta không còn để ý đến người ngoài đó, thì Chúa Ngài không vui về việc đó. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài cho phép Saul, ông bắt bớ hội thánh của Chúa. Có điều rất quý ở tại đây, đó là họ không quên sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài đã dạy. Sứ mạng vĩ đại trên Ma-thi-ơ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mác cũng giống như vậy, các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Luca nhắc cho chúng ta hình ảnh đó, cũng như ở trong sứ mạng vĩ đại được bác sĩ Luca chép lại trong công vụ chương 1 của số 8. Nhưng cái Đức Thánh Linh dán trên các người thì các người sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta. Cái vòng tròn chúng ta thấy bắt đầu Jerusalem, vòng tròn nhỏ nhất, vòng tròn đồng tâm này, rồi đến cả xứ Giu-đê, rồi xứ Samri, cho đến khắp cùng trái đất. Thì chúng ta thấy trước công vụ chương 8 này thì hội thánh của Chúa bắt đầu tại Jerusalem, rồi lan rộng ra ở xứ Giu-đê, rồi ngừng tại đó. Bởi sự bắt bớ này thì tin lành của Chúa đã đi đến nhiều nơi khác. Philip thì không biết ông là người duy nhất, mà cũng có thể ông lại đến thành Samaria. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Philip đi xuống thành Samaria thì không có nói là ông chờ một thời gian để cho thấy thời điểm nó chín mùi. Ông cũng không là có thời giờ để làm những công việc gì khác hơn là chuẩn bị một tổ chức truyền giáo, vân vân. Không, ông không có kế hoạch, cũng không có những cái sự tài trợ nào, cũng không có một tổ chức nào để quảng cáo. Nhưng mà chính công việc của Chúa làm xuyên qua Philip đã là một cái lời quảng cáo mạnh mẽ nhất. Bởi vì những người kinh nghiệm được quyền năng của Chúa chạm đến họ, chữa lành, giải cứu, thì chắc chắn là những người này đi về và kéo những người khác đến. Và chúng ta thấy rằng khi họ đến nơi thì Philip đã giữ được sự chú ý của họ. Chúng ta thấy ông giữ được sự chú ý của họ đến cái mức độ đó là khi dân chúng thấy, nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chỉ nghe ông. Cảm ơn Chúa. Đã giảng lời của Chúa tới tháng 7 này là 40 năm. Thì tôi thật với anh chị em là chỉ có những giây phút mà quyền năng của Chúa thi thố một cách mạnh mẽ đó, thì mới có việc này. Bởi vì nói đến cái chữ gọi là đồng lòng chăm chú nghe đó, thì chúng ta thấy rằng phải là một cái số người khao khát lắm. Mà những người chưa biết Chúa thì họ không thể có cái sự khao khát như vậy. Chỉ trừ trường hợp đó là những điều họ thấy đó, các dấu lạ mà Philip làm đó, đã thu hút cái sự chú ý của họ, khiến cho họ đồng lòng chăm chú nghe ông. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi đã từng có những khi buổi giảng mà tôi nói rằng nếu không có sự sức giàu và phép lạ của Chúa đó, thì là chúng ta chắc là phải cuốn gói đi về. Tôi nhớ có một lần lên Seattle, thì vợ chồng của Tuấn Tuyết
đã mời những người mua nhà cửa của Tuấn và Tuyết bán, cũng như là những người bạc, cũng như những người nghèo thiếu ở trong cộng đồng đến để có một bữa tiệc lễ tạ ơn. Và đã, tôi được giao trách nhiệm là sẽ giảng Tin Lành của Chúa chỗ đó. Ở bên bàn cho em biết là khi mà họ đến nơi đó thì là đám đông bắt đầu xách động với nhau. Họ nói rằng đói bụng quá, thôi giờ mình ăn đi chứ còn chờ cái gì nữa. Rồi xóm nhà họ lấy dĩa, lấy muỗng, lấy nĩa giấy, họ lấy thức ăn. Rồi họ ngồi xuống mà ăn nói ồn ào. Tôi nói kiểu này là tiêu rồi. Làm sao để mình có thể gây sự chú ý cho họ trong hoàn cảnh như vậy. Mà cảm ơn Chúa, sự sức giàu của Chúa bẻ những ách cai trị, phải không chăng? Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi lên tiếng và hỏi ở đây, trong quý vị ở đây có ai có những đau ốm trong thân thể cần được sự chữa lành, thì cảm ơn Chúa có một số người họ bỏ nĩa xuống và họ đi lên. Khi họ được chữa lành ngay trước mắt mọi người, phòng nhóm bắt đầu im thinh thích. Và chúng tôi có thể trình bày Tin Lành của Chúa và nhiều người tin Chúa sau đó. Thì tôi nhớ Tuấn nhìn tôi và nói, mục sư, không có sự sức giàu chắc là hôm nay mình thua to rồi. Vỡ trận, bởi vì họ ngồi xuống là họ đã ăn uống rồi. Một lần khác ở tại Nam Cali, thì đại hội của Liên Hữu Ân Tứ sinh hoạt, cái ngày cuối thì có một cái chương trình truyền giảng mà cũng trường hợp tương tự như vậy. Thì khi mình đã đến nơi, và hôm đó đó thì là tổ chức và có một cái số giới hạn ở trong cái nhà hàng đó. Tôi nhớ là có 50 bàn, nhưng mà con cái của Chúa tại đó đó, và họ nói rằng ông mục sư Khánh đến, chúng tôi biết ông đến, thì bây giờ không có vé chúng tôi cũng đến, không có chỗ thì chúng tôi đứng. Cho nên người ta phải đem bàn thêm đủ thứ, cho nên nó tốn một khoảng thời gian cũng khá lâu trước khi mọi người có cơ hội ổn định. Thì nhà hàng bắt đầu đại tiệc. Mà mục sư Hồng Nhật đó thì ông căn dặn là ông nói rằng đừng có đãi cho họ những cái món khác, chỉ có cái món súp khai vị thôi, rồi dừng lại. Thì những người trong nhà hàng là họ lâm súp, rồi họ đem các món kế tiếp, họ dồn dập đến tất cả các món họ đem lên. Mục sư Nhật chạy vào kiếm cái người manager và nói rằng quý vị làm như vậy là hư kế hoạch của chúng tôi rồi. Mình xem cái phòng đó là quá tải, và người ta ăn súp thì bắt đầu muỗng với lại chén đó nó khua lên. Thì chúng ta nghe cái phòng đó là không cách nào để mình có được một cái sức mạnh, có một âm lượng để mình có thể mình giảng Tin Lành của Chúa trong cái giai đoạn như vậy được. Tôi nhìn qua thấy bàn của các mục sư là cầu nguyện khẩn thiết. Cuối cùng tôi nhớ đến những điều mà Chúa Ngài đã làm tại Seattle. Tôi nói bây giờ mình chỉ muốn cho họ thấy được, bởi vì chắc chắn rằng có nhiều người họ nghe rằng mình sẽ có cái thời giờ để cầu nguyện chữa lành. Thì tôi hỏi gì chứ, trong quý vị ở tại đây là những người được Chúa yêu, Chúa Giêsu Ngài đã chịu những lần đòn thay thế cho quý vị để quý vị có thể được chữa lành trong Chúa. Ai tại đây cần được sự chữa lành, xin tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ngay trong thời giờ này. Những ai thấy rằng sự chữa lành của mình nó quan trọng hơn cái bữa ăn, thì người ta bắt đầu người ta tràn lên. Và khi người ta được chữa lành, người ta la lên, người ta cảm ơn Chúa, thì phòng bắt đầu yên lặng xuống và chúng tôi có thể giảng Tin Lành của Chúa. Anh chị em, nguyên tắc này tôi thấy ở nhiều quốc gia, cũng như tôi cũng đã thấy được ở trong cái khung cảnh của ở tại Việt Nam, ở tại Malaysia hay là ở tại Hoa Kỳ này. Thì chúng ta thấy những gì mà Chúa Ngài đã khiến cho Philip làm, đến cái mức độ là người ta nghe ông giảng về Đấng Christ, và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Cảm ơn Chúa. Chỗ này thì chúng ta biết rằng có những người mà chưa có hiểu được nguyên tắc truyền giảng Tin Lành quyền năng của Chúa đó. Họ sẽ nói rằng tại sao phải có cái việc chữa lành chứ? Hãy tập trung giảng Tin Lành. Nếu chúng ta cũng cho người ta thấy được quyền năng của Chúa thể hiện ra để họ có thể chứng kiến và thấy được đó, thì chúng ta không thể nào nói thấu lỗ tai của họ. Đây là một cái việc mở đường rất là quan trọng. Mà nếu Đức Chúa Trời Ngài yểm trợ cho các sứ đồ, các môn đồ đầu tiên, phần của các môn đồ đi ra giảng đạo của Chúa khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ. Mà đây là cái chỗ mà Chúa cùng làm việc với họ, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo. Thì chúng ta đừng chê cái công việc mà Đức Chúa Trời cùng làm việc với chúng ta. Và tôi khuyến khích anh chị em buổi tối hôm nay là những người nghe và hiểu được, chúng ta sẽ tha thiết càng hơn để chúng ta xin điều này sẽ xảy ra như ở trong đời sống Philip, và xảy ra lớn hơn nữa trong ngày hôm nay. Vì Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng ai tin thì sẽ làm việc Ngài làm mà còn làm trỗi hơn nữa. Amen anh chị em.
Vì nếu có cách nào khác thì Đức Chúa Trời Ngài đã dùng cách khác đó để yểm trợ cho hội thánh, cho các môn đồ. Nhưng mà Ngài đã lấy dấu kỳ phép lạ cặp theo và làm cho vững đạo. Và Hebrew chương 2 thì nói đến Chúa Ngài lấy đủ mọi thứ phép màu để cùng làm chứng với những người rao giảng tin lành của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng đây là điều cần có, cần thấy. Lời của Chúa được rao giảng bởi người được đầy dạy Đức Thánh Linh. Dấu kỳ phép lạ xảy ra, sự giải cứu xảy ra. Chúng ta thấy một cái thành trước đây bị khống chế bởi cái tên phù thủy này. Từ già đến trẻ đều nghe và làm theo lời của ông này. Bây giờ có một quyền năng lớn hơn đến và trói buộc những cái tà linh, quế linh ở tại đó. Quỷ nó thét lên mà nó ra khỏi những người mà nó ám. Mạnh đến độ cái ông phù thủy mà dân chúng cả thành Samari đó gọi đây là người này là quyền năng của Đức Chúa Trời, được gọi là đại năng đó. Ông cũng phải cúi xuống tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống và nhận bắt tem nước. Thì chúng ta thấy rằng những cuộc chạm trán quyền năng như thế này cũng phải có. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách đầy dẫy. Chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thi thố ở giữa chúng ta và sự giải cứu xảy ra. Thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả một cách rất là phước hạnh, đó là cả thành tràn ngập sự vui mừng. Cái chữ cả thành ở đây thì có thể có người sẽ nói rằng ông Luca tại đây là ông nói quá điều đã xảy ra. He exaggerate. Tôi thì tôi chọn rằng cả thành. Nếu ai có thích chọn đó là chắc ông nói thêm, nghe cho nó hấp dẫn chứ còn làm gì cả thành được. Tôi thì tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời Ngài làm thì cái chuyện cả thành là chuyện có thể. Amen anh chị em. Chúng ta nhớ khi Jonah cuối cùng từ trong bụng cá nhả ông ra ở tại bờ biển, chắc đầu của ông vẫn còn dính rong biển, người của ông còn tanh cái thứ nước nhớt ở trong bụng cá, và có người người ta suy nghĩ rằng da của ông bây giờ cũng tẩy trắng luôn, bởi vì cái chất axit ở trong bụng của con cá mà 3 ngày 3 đêm như vậy. Thì ông đi vào trong thành Ninive, ông giảng một cái thì từ già cho đến trẻ, vua luôn cả súc vật đều phải ăn năn trong tro bụi. Thì tôi tin rằng cái chữ hết thảy cả thành tràn ngập sự vui mừng là việc có thể xảy ra. Nào, theo thời gian chúng ta cũng đang thấy những việc này đang diễn ra. Lần này khi đến trung tâm Aquila rồi có cơ hội đi thăm một trung tâm khác, thì tôi mới rồi nghe nhớ các anh em đi chung mà nói rằng có một trung tâm cũng ở gần đó, một cái đồi ở gần đó, mà khi năm 2019 chúng ta ngợi khen bên này, thì anh em bên trung tâm của một sư chiến cũng nghe một cách rất là rõ và biết ai là người đang hướng dẫn hát nữa. Thì tôi nói ô, như vậy thì làm sao mà mình lại có cái việc lập những cái trung tâm ở gần nhau như thế này. Thì tôi nhớ là mục sư Phạm Đức Trung ông nói rằng mục sư ơi, không hẹn mà gặp Đức Chúa Trời Ngài đang làm công việc lạ lắm. Không phải chỉ có 3 trung tâm mục sư biết đâu, mà tổng cộng có tới 7 trung tâm ở trên cái đồi này. Ngài khen Chúa. Và anh chưa biết cái vùng đó là có những cái căn cứ của quân sự. Và cuối cùng thì mình có mặt tại đó. Và trung tâm nào mở đó thì là chính phủ họ lại xây những con đường xi măng cốt sắt dẫn thẳng vào trong trung tâm của mình. Đó cũng là một cái chuyện lạ. Thập tự giá ở trên đỉnh của các tòa nhà của trung tâm dựng lên mà còn chạy đèn nữa. Tại đã ban ngày cũng thấy mà ban đêm cũng thấy. Rất là lạ, rất là lạ. Xung quanh đó là gia đình của liệt sĩ vân vân, họ sống ở tại đó. Và bây giờ thì họ tạo điều kiện để tin lành của Chúa được giảng và sinh hoạt, bởi vì họ thấy được quyền năng của Chúa đã biến đổi những cuộc đời. Anh chị em, đó là điều chúng ta cần ngày hôm nay đó. Tôi nói chuyện với một số các thầy trước đây cũng là những người nghiện ngập. Thì tôi nói công việc của chúng ta là chúng ta từ bên ngoài chúng ta đi dần vào. Và tôi tin và công bố rằng sẽ đến một lúc tin lành của Chúa sẽ được chính phủ Việt Nam nhìn nhận là một cái nhóm người. Ngày hôm nay họ đã nhìn nhận cái này là một cái niềm tin, một cái đạo phát triển nhanh nhất ở trong nước Việt Nam của chúng ta. Họ đã nhìn nhận điều đó. Cảm ơn Chúa.
Và rồi một lúc người ta sẽ nhìn nhận rằng tin lành của Chúa là những con người tin Chúa, là những công dân tốt trong xã hội, và chúng ta sẽ ảnh hưởng từ trung tâm của đất nước quê hương chúng ta ảnh hưởng ra. Tôi nói với các thầy là xin Chúa nghe ban ơn để tiếp tục làm, vì tôi sống ở tại Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi đang bị phản ứng ngược. Nước Mỹ này trước đây tin lành của Chúa là cốt lõi. Chúng ta thấy từ cái trên đồng tiền In God We Trust và tất cả những sinh hoạt thì là tin lành của Chúa là nền tảng, lời Kinh Thánh là nền tảng cho rất là nhiều mặt của đời sống của người Hoa Kỳ. Rồi chúng ta thấy người ta đẩy Hội Thánh của Chúa sang trở nên là trung tâm. Rồi xong rồi đẩy dần để cuối cùng thì chúng ta thấy là một trong các nhóm. Rồi cuối cùng bây giờ đó thì thua hết tất cả các mối đạo khác, tin lành bây giờ đang nằm ở bên bờ vực. Chỉ cần một cái công việc gì khác hơn nữa xảy ra là có thể đẩy Hội Thánh của Chúa, niềm tin của tin lành rớt xuống hố luôn. Và công việc của chúng ta là những người kinh nghiệm quyền năng của Chúa, cũng như hiểu được, thấy được công việc của Chúa làm, chúng ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ đem đạo của Chúa, Hội Thánh của Chúa trở lại vào trong trọng tâm của đất nước này nữa. Chúng ta có trách nhiệm nên chép. Những người xưa Việt Nam của chúng ta đã có một cái câu: ăn cây nào rào cây nấy. Chúng ta đến đây và chúng ta ăn được rất là nhiều trái tốt của cái cây này, cái cây nước Hoa Kỳ này. Nếu chúng ta không rào nữa, chúng ta vẫn tiếp tay với những công việc của ma quỷ và chúng ta phá đổ đất nước này đó, thì con cháu của chúng ta nếu Chúa Giê-xu chưa trở lại, nó không có đất để sống. Cảm ơn Chúa vì đang có những cái chiều hướng mà chúng ta tin rằng đang rất là thuận lợi bởi vì sự phục hưng. Khi phục hưng xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng lan rộng. Rồi những người cao cấp ở trong chính quyền, họ cũng sẽ được ảnh hưởng theo. Và khi họ được ảnh hưởng, nếu cho có đủ thời gian, thì chúng ta thấy rằng cái việc lấy lại đất nước này cho Chúa đó là cái chuyện có thể xảy ra. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Ở trong nước thì chúng ta từ ngoài chúng ta dần tiến vào trong. Ngày xưa là bị bắt bớ và vì người ta chưa hiểu cho nên bắt bớ đạo của Chúa. Bây giờ hiểu. Và cái biến cố vừa rồi là một biến cố nó có tính cách lịch sử đó. Là cái kỳ hội đồng cầu nguyện được tổ chức ở tại khách sạn Thắng Lợi. Đó là khách sạn của chính phủ. Và Hồ Tây cũng như cái vùng đó đó thì là chức viên cao cấp của chính quyền sống ở đó. Lần đầu tiên chính phủ Việt Nam cho phép để đại biểu của 11 quốc gia Đông Nam Á, của khối Đông Nam Á đến Hà Nội để cầu nguyện. Đây là chuyện lịch sử. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và ngay ở trong cái khách sạn Thắng Lợi đó thì hội đồng cầu nguyện đã diễn ra. Con gái của Chúa mạnh mẽ công bố sự ban phước của Đức Chúa Trời trên dân tộc Việt Nam, để Việt Nam sẽ làm nguồn phước. Những người biết công việc của đạo Chúa ở tại Việt Nam đổ nước mắt trong sự vui mừng vì biết rằng đây là những việc của lịch sử. Mà nó không phải là ngẫu nhiên. Rồi có những cuộc hàn gắn, có những sự tha thứ của thuyền nhân Việt Nam đối với lại các nước đã có những cái công việc và những cái đường lối của chính phủ của họ lúc bấy giờ, khi thuyền nhân chết ở trên biển cả vì cái quyết định cũng như những cái đường lối của chính phủ của Malaysia, của Indonesia, rồi cướp Thái Lan, rồi những người Khmer Đỏ đã giết chết rất là nhiều người đi đường bộ. Thì cảm ơn Chúa có cái sự hàn gắn đó. Tôi tin rằng bầu trời đã được vén ra và Chúa ngài đang mở một cái thang từ đất lên trời. Những việc lớn sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến cho việc mở mang nước của Chúa và tin lành của ngài được giảng ra trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có vui không? Tại đây chúng tôi tin rằng điều đó cũng đang diễn ra trong những mức độ khác nhau. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta theo dõi tin tức vân vân, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều mà Đức Chúa Trời ngài đang bắt đầu làm. Thì cái bức ảnh là sự phục hưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho bất cứ nhóm nào.
là việc mà bây giờ rất là nhiều người tin. Ngày xưa nói rằng cầu nguyện để có một sự phục hưng đó, thì người ta thấy đó là chuyện xa vời. Tôi nhớ có một mục sư, ông đến, ông chỉ vào mặt của tôi nói rằng, mục sư dám cãi gan sử dụng cái từ cầu nguyện phục hưng ở trong tối thứ ba. Tôi cho mục sư tối đa là 5 năm. Tại vì cái từ gọi là cầu nguyện phục hưng này đó, nó mọc lên rồi nó chết. Không thể nào kéo dài được. Bởi vì con cái của Chúa họ không có được cái sức bền bỉ để xin cho đến chừng nó xảy ra đâu. Thì tôi cười và tôi nói rằng nếu mà họ không đến thì chỉ mình tôi cũng đến. Vì tôi đã nghe nói về sự phục hưng, đã kinh nghiệm trong đời sống của mình. Thì nếu không có ai đến, một mình tôi cũng đến. Nhưng mà tôi có những anh chị em đã cam kết là dù mưa hay nắng, còn có thể bò được, chúng tôi sẽ bò đến nhà thờ để cầu nguyện tối thứ ba. Đối với tôi đây là việc rất là then chốt. Đây là cái nhà máy phát điện cho VBC Houston của chúng ta. Nếu tối thứ ba mà chúng ta có vấn đề thì chúng ta sẽ gặp trở ngại cho tất cả những sinh hoạt khác của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin rằng việc có thể xảy ra. Thứ nhất, vì Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời cũng đáp lời cầu nguyện. Amen chị em. Và Ngài làm việc, mỗi việc ở dưới trời này đều có cái thì của nó. Có thì ném đá ra, có thì gom đá lại. Có thì mai vá, có thì xé rách. Có cái thì của nó. Và chúng ta không biết cái thì của nó đến với chúng ta lúc nào. Nhưng mà chúng ta nhìn những dấu hiệu xung quanh thì chúng ta được khích lệ và biết rằng nó sẽ đến với chúng ta. Thì Chúa làm những nơi khác mà chúng ta cũng có một tấm lòng khao khát thì Chúa Ngài sẽ làm. Tôi nhớ nhiều năm về trước khi chúng ta mới bắt đầu cái tinh thần cầu nguyện cho sự phục ưng này, thì tôi nhớ có ba hình ảnh mà tôi nhắc chính mình luôn. Những gì Chúa Ngài đã làm ở những nơi khác mà chúng ta đã nghe, ở tại Nam Hàn, ở tại Trung Quốc lúc bây giờ, Ngài cũng có thể làm ở tại đây. Những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm ở trong quá khứ, Ngài có thể làm ngày hôm nay. Và những gì Ngài đã làm cho người khác, Ngài cũng có thể làm cho chúng ta. Phải không? Vì Chúa chúng ta là đấng không thiên vị mà Ngài cũng không thay đổi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta hiểu được ý của Chúa và chúng ta cầu xin đúng theo như ý của Ngài. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa trước là việc nó chắc chắn sẽ xảy ra trong ơn của Chúa. Công việc phù phép ngừng lại tại chỗ. Người trước theo nghề phù phép được cứu luôn. Cảm ơn Chúa. Vì điều này đang được diễn ra trong một số những mức độ khác nhau mà chúng ta cảm ơn Chúa. Ở trong những ngày qua tôi được dịp để tiếp xúc với những người trước đây là thầy cúng, trước đây là thầy chùa, và bây giờ thì họ là con Chúa và họ đang hầu vì Chúa một cách rất là tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Có những người trước đây là những người linh đồng, những người bùa ngải, bây giờ là người có chức vụ đi giải cứu những người đang ở trong vòng kiềm tỏa của ma quỷ, và rất là kết quả. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy nhiều người được cứu, nhiều người được báp têm bằng Đức Thánh Linh, và công việc đã khiến cho cả thành vui mừng trở lại ở trong ơn của Chúa. Vì chúng ta biết là người Samari không phải là những người chưa hề biết về Chúa đâu. Chúng ta biết rằng họ là con cháu của 10 chi phái miền Bắc. Họ bị tản lạc, rồi họ kết hôn với dân của các xứ khác. Thì bây giờ họ là những người đã lai, không còn là người Do Thái, người Israel thuần túy nữa. Nhưng mà cái sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời có. Họ chỉ chọn là không về Jerusalem để thờ phượng Chúa tại Jerusalem. Như người đàn bà Samri ra hỏi Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết rằng họ có một cái vốn liếng về sự hiểu biết, biết về Đức Chúa Trời. Bây giờ cái công việc đó là họ cần để thấy được là Đức Chúa Trời thật sự Ngài có đang là Đức Chúa Trời sống và có quyền năng để giúp đỡ cho họ hay không. Ở đây là chỗ mà chúng ta cũng có cái trách nhiệm đó anh chị em. Chúng ta cần làm những nhân chứng đầy quyền năng của Chúa để chúng ta không nói về Đức Chúa Trời đã làm việc ở trong quá khứ, nhưng mà Ngài đang làm việc ở tại đây với chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở tại một cái trung tâm khác, là trung tâm nguồn phước, thì chúng tôi đến đó hầu về Chúa. Và có một số các em thì lần đầu tiên nó được nghe về lời của Chúa, rao giảng trong quyền năng của Chúa và trong cái sự bứt phá để giúp cho các em có thể tấn tới trong đời sống của mình. Cái con số nó lo ra. Nhưng mà khi tôi có một cái lời từ nơi Chúa
Tôi nói rằng bây giờ đã đến lúc mà Chúa Ngài muốn chữa lành cho các em. Tất cả những ai có năng đề về cột sống xin tiến lên. Và người này đến người khác được chữa lành. Và có một phép lạ xảy ra là có một em nó ngồi xuống và nói rằng: thưa mục sư, con bẩm sinh một chân dài chân ngắn. Cúi xuống nó cởi đôi giày rồi nó lấy ở bên đôi giày bên phía bên chân phải cái đế bên trong có chêm thêm mấy miếng lót nữa rất là dài. Thì khi chúng tôi đem cái chân của em này đo lên khác nhau gần 3 phân tay. Và cảm ơn Chúa, phép lạ của Chúa Ngài làm việc ngay trước mặt tất cả mọi người, chân nó dài ra đều bằng với nhau. Thì vấn đề còn lại là không còn ai lo ra nữa. Và tất cả tập trung vào giống như người tại Samaria đồng lòng chăm chú nghe. Cảm ơn Chúa. Điều này cứ lặp đi lặp lại luôn. Và tôi muốn nói với anh chị em là nó luôn luôn có kết quả. Khi chúng ta có ơn quyền của Chúa để được Chúa Ngài sử dụng như vậy. Philip được Chúa Ngài sử dụng để giúp đỡ cho người Samaria kinh nghiệm được sự cứu rỗi, được báp têm nước. Mặc dù vậy thì Chúa chưa đổ Thánh Linh ra trên họ. Cho đến khi sứ đồ Phi-rơ và Giăng đến và giúp đỡ cho họ để kinh nghiệm được, được đặt tay và Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xem một ít về Philip người Chúa dùng. Con người này như thế nào mà chúng ta thấy rằng Chúa dùng đặc biệt như vậy? Trong vụ chương 6 câu 3 đến câu 6, tiêu chuẩn mà Philip cùng với 6 người kia được chọn để làm cái công việc là giúp đỡ cho việc phục vụ giờ ăn của hội thánh. Thật ra cái chữ chấp sự nó khác hơn cái chữ chấp sự mà một số quý mạng cho em đã tiếp xúc. Mấy ông chấp sự trong hội thánh ngày hôm nay thì là có quyền lắm á. Mà cũng là những người rất là khó tính. Có một mục sư nói chấp sự là bởi vì sự gì cũng chấp. Nhưng mà mấy ông chấp sự đầu tiên này của công vụ chương 6 đó, họ được chọn để giải quyết một cái vấn đề, đó là có những cái lời than phiền. Những người đàn bà từ ngoại quốc về đó, họ than phiền. Là đến cái giờ ăn đó, thì dường như những người phụ nữ, những người đàn bà Do Thái mà ở tại Jerusalem đó, thì được thức ăn gọi là đầy đủ. Còn họ đó thì thấy rằng cái phần ăn mà cho họ đó thấy nỗi thương. Có nghĩa là có thể những cái người này nó có cái tinh thần địa phương á, cho nên cấp phát thức ăn cũng có vấn đề. Thấy mấy cái mặt này ở trong xứ thì dễ thương hơn. Ngôn ngữ này kia nói nghe nó êm tai hơn. Còn mấy người ở ngoại quốc về nói trọ trẻ tiếng Do Thái, cấp phát thức ăn dễ thương. Thì Phi-rơ ông thấy cái điều đó nó có một cái tiềm năng để nó gây cái sự khó khăn cho việc hội thánh của Chúa không thể phát triển được. Khi nào trong hội thánh bắt đầu có những tiếng xào xạc là chúng ta biết rằng cái than phiền đó, nó lây rất là nhanh. Yeah. Tôi nhớ có một lúc đi tập thể dục, thì vô trong cái chỗ mà tập thể dục đó, thì hàng ngày thì mỗi người tập vui vẻ. Một hôm đó có một người ngồi sau chê mấy cái cục tạ này, sao nó dường như người ta không có chùi rửa đó, cho nên cầm lên thấy nó nhớt nhớt á. Vừa nói như vậy gram gì nó nhớt làm sao đó, thì người kế bên nó cũng vậy á, rồi một chút cả nhóm không còn ai tập nữa hết, mà chỉ đứng đó than phiền thôi. Cái than phiền nó lây nhanh lắm, cho nên những cái tiếng xào xạc này Phi-rơ biết rằng ông phải giải quyết. Mà nếu ông nhảy vào ông giải quyết trực tiếp đó thì là ông sẽ bỏ qua cái công việc quan trọng mà Chúa Ngài đã giao, đó là giảng lời của Chúa và cầu nguyện. Cho nên ông kêu gọi các anh em hãy chọn cho mình, và tiêu chuẩn là 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh, có trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về việc cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta để ý đến tới đây, Ê-tiên xong rồi, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na, Nicola là người Antioch mới theo đạo Giu-đa. Cả 7 người này đều là người sống ở nước ngoài về. Chúa sắp đặt rất là lạ. Nhưng mà chúng ta để ý lại cái tiêu chuẩn. Philip là người ở trong số của 7 người này, phải không chị em? Như vậy thì được cử vào là bởi vì người có danh tiếng tốt. Một sứ giả phục hưng, để người ta có thể nhận được sứ điệp của mình, chúng ta phải là người có danh tiếng tốt.
Chúng ta không thể sống lem nhem mà rồi chúng ta được Chúa Ngài sử dụng. Chúng ta phải là người có danh tiếng tốt. Thứ hai, phải là người đầy dạy Đức Thánh Linh. Thứ ba, là người có trí khôn. Thứ tư, trung tín theo lời của Chúa dạy ở trong việc truyền giáo. Tại sao chúng ta biết điều này? Vì bị tản lạc, bị bắt bớ đó, họ không chạy bỏ của lấy mạng. Nhưng mà đi đến đâu thì họ làm chứng giảng tin lành của Chúa đến đó. Philip đến thành Samri, ông xăng tay áo lên bắt tay làm việc liền. Giảng Đức Chúa Giêsu, làm những phép lạ, chữa lành, đuổi quỷ, và kết quả là cả thành được kết quả trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Và nét thứ năm, ông là người vâng lời. Ở trong công vụ chương 8 câu 4, câu 26 cho đến câu số 27. Bây giờ cung thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi, kìa có một quan quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng của bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Chúng ta thấy ở đây, ông đang được kết quả, đang là một sư diễn giả, đang có kết quả, Chúa Ngài sử dụng, dùng ông một cách rất là đặc biệt, đem lại cái kết quả là cả thành tin Chúa như vậy. Một khi thiên sứ của Chúa hiện ra, biểu ông đi để sắp sửa đáp ứng nhu cầu của một người mà thiên sứ bảo ông đi vào một con đường vắng vẻ. Nếu mà ông không có sự vâng lời, ông sẽ tính theo lý trí. Ông nói, thiên sứ giỡn sao? Tôi đang kết quả ở đây. Cái đời sống của tôi hiện tại, cái mức độ mà hiệu quả của tôi đó, nó đang ở trong cái chỗ gọi là lý tưởng nhất. Bây giờ sao ông sai người nào khác, hoặc lại sai tôi? Từ Jerusalem đi xuống thành Gaza, vào trong con đường vắng vẻ, thật ra nó ở giữa sa mạc hết chứ. Nhưng mà Philip không có nói như vậy. Cái thánh cho chúng ta thấy rằng ông lập tức vâng lời. Đây là những tiêu chuẩn mà tôi tin rằng cần có để Chúa có thể sử dụng. Anh chị em, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta chuẩn bị chính mình. Và nếu chúng ta thấy mình thiếu gì đó, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Bởi vì biết đâu chừng Chúa đang chờ để tìm một Philip như vậy trong ngày hôm nay, ở giữa cộng đồng của chúng ta, ở giữa nơi mà Chúa Ngài đặt để chúng ta. Nói về sự biến đổi và phục hưng đó, thì tôi nghe một số những câu chuyện để chia sẻ với anh em, để anh em thấy mở tầm mắt của mình. Trước đây, trước khi hãng máy bay United mà nó mua luôn một cái hãng máy bay khác có cái điểm gọi là tập trung của họ ở tại thành phố Houston này, hãng Continental, có một con gái của chú, một phụ nữ nắm bắt được khải tượng rằng thành Samari của mình là cái hãng máy bay Continental, và cô cầu nguyện cho từng người mà cô quen biết và xin Chúa Ngài mở cửa để có ai có đau ốm, có ai cần được giúp đỡ, Chúa thi thố quyền năng của Ngài xuyên qua cô để giúp đỡ. Anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Chỉ trong 6 tháng có 300 người trong nhóm ở tại đó đã được cứu. Họ có một buổi nhóm thờ phượng Chúa mỗi ngày Chủ nhật ở tại cái công ty Continental. Ngài có thể làm công việc đó. Rồi một số những công ty chuyên về làm về tài chánh như là Enron và một số những nơi khác nữa thời bây giờ của Houston của chúng ta đó, ngay tại công ty, ngay tại văn phòng làm việc, ngay tại tòa nhà của mình, đạo của Chúa phát triển ra vì có những con người đủ tiêu chuẩn như Philip ở tại đây và Chúa Ngài đã sử dụng họ. Lúc đó có một cái phong trào gọi là cái túi ăn trưa, brown bag lunch, prayer meeting, cái buổi cầu nguyện cho những người cầm túi thức ăn. Bởi vì họ làm việc ở trong các cái tòa cao ốc đó, thì thay vì cái giờ ăn trưa của họ, thì họ chọn là nhờ vợ làm cho mình một cái sandwich, bỏ vào trong cái túi brown bag đó, xách đi và đến giờ thì đến đó và ngồi cùng học Kinh Thánh, cầu nguyện với các anh chị em của mình. Việc đó đã xảy ra. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chúng ta có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, có ơn của Ngài
Chúng ta có thể biến bất cứ chỗ nào trở thành thành summary của mình. Chúa yểm trợ chúng ta bằng dấu kỳ phép lạ. Thì chúng ta thấy cả thành có thể vui mừng. Thì cả một cái building ở tại downtown Houston đã từng tràn ngập sự vui mừng. Cảm ơn Chúa. Có một cái building mà người ta đã chọn cái tầng cao nhất để hội thánh của Chúa thường xuyên đến đó mà cầu nguyện. Chúng tôi lúc bây giờ gọi cái danh từ là dội bơm xuống thành phố. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc đến điều này để chúng ta mở rộng cái tầm mắt của chúng ta. Chúa có thể sử dụng chúng ta. Có thể là cái nhóm những người bạn mà chúng ta đi câu cá chung, chúng ta đi chơi tennis chung, chúng ta làm cái gì đó. Nếu là chúng ta có một mục tiêu rõ ràng đó, nó có thể trở nên một cái điểm của sự phục hưng có thể bắt đầu. Khi chúng ta có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta thấy tại Philip tại đây. Nãy tôi nhấn mạnh, ông là một cái người được chọn trong 7 người để giúp đỡ cho công việc đãi tiệc. Tức là họ bưng thức ăn để họ phân phối cho các anh chị em của mình ở trong hội thánh đó. Chứ không có gì cao hết đó. Và Đức Chúa Trời sử dụng những con người bình thường này để làm công việc mà chúng ta thấy rằng cả thành đã được phước hạnh của Chúa. Thì nếu chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta. Miễn là chúng ta có tiếng tốt, chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, có sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho, sẵn lòng để Chúa sử dụng chúng ta và trung thành nhất quyết tâm của mình để làm theo sứ mạng vĩ đại của Chúa. Đi đến đâu, giảng tin lành đến đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Một nét khác mà cũng là một cái phần rất là quan trọng khi nói đến cầu nguyện thì chúng ta để ý đến, vì công việc phù phép ngưng ở tại chỗ. Người trước kia theo nghề phù phép đã được cứu đó. Thì chúng ta để ý đến từ câu 9 cho đến câu số 13. Bây giờ, trong lúc mọi việc đang diễn ra, nhiều người đã được phước của Chúa. Và như vậy đó thì Kinh Thánh mở ngoặc cho chúng ta một cái chỗ để chúng ta thấy cái tầm quan trọng. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại. Mấy ông này có thể khoe rằng tôi là người cao tay ấn lắm, hoặc là tôi có một khả năng rất là lớn. Để chúng ta thấy thuật sĩ Simon cũng như vậy, làm cho dân Samri kinh ngạc. Như vậy thì kỳ tích của cái người thuật sĩ này cũng phải là lớn, làm cho cả thành kinh ngạc. Ở đây có một chỗ để chúng ta so sánh và chúng ta phân biệt vào đây. Simon làm cho cả thành kinh ngạc vì công việc của ông. Và công việc đó nó kéo con người đi vào trong cái chỗ là đến với các cá nhân của ông. Và họ tôn sùng ông như là quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy. Và thứ hai là nó cột trói những người đó. Philip đem một quyền năng lớn hơn. Quyền năng của giải cứu, của sự chữa lành, của sự phục hồi. Chúng ta ý đến điều đó. Công việc của ma quỷ nó cũng có quyền năng chứ không phải là không. Nhưng mà công việc của nó, Chúa Giêsu đã dập mặt nó rồi. Mà chúng ta nhớ để chúng ta thấy cái mặt của nó lú ra là chúng ta biết nó. Nó đến chỉ để cướp giết và hủy diệt. Còn Chúa đến để chiên của Ngài được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa thì Ngài gây dựng lên. Ma quỷ thì nó kéo xuống và nó tàn phá đời sống đó. Để chúng ta để ý đến điều đó để chúng ta thấy có một sự phân biệt. Và tại đây chúng ta cũng thấy được có một cụm từ mà đại hội vừa rồi chúng ta được giới thiệu được. Có Đức Chúa Trời có thừa quyền năng để Ngài làm cái sự cân bằng. Nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng cao. Chỗ này thuật sĩ Simon này trước đây đã xưng hùng xưng bá ở tại Samaria, phải không chứ? Nếu từ già đến trẻ đều phải nghe ông. Anh chị em có thấy điều đó không? Như vậy thì phải là một người có một công việc rất là rõ. Chắc ông cũng đã làm nhiều cái việc tà thuật của ông mà khiến cho cả già lẫn trẻ ở tại thành Samari này phải nghe theo ông. Có nghĩa là cái quyền năng đó khống chế họ. Rồi họ còn tôn sùng lên. Vì có 11, họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật mà làm cho họ kinh ngạc. Nhưng mà bây giờ thì đụng được chạm trán với quyền năng thật của Chúa. Cho nên người ta đã được giải cứu. Xin Chúa nghe cho để chúng ta thấy điều này và chúng ta cũng cầu nguyện. Buổi tối hôm nay chúng ta cầu nguyện để cái quyền lực nào nó đang khống chế cộng đồng của chúng ta. Chúng ta nhân danh Chúa chúng ta cột trói nó. Trước đây chúng tôi áp dụng nguyên tắc này
Và tôi, mục sư William Lau, đã đổ bộ vào trong văn phòng của cậu chính, vô tận ổ, để chúng tôi công bố quyền năng của Chúa và quỷ phá công việc của nó. Mất uy tín lắm, bởi vì một tuần sau, có một người đi vô cũng ngồi để cho cậu chính bóc quẻ. Nó hỏi gì chứ, ông nãy giờ ông thấy cái gì rồi? Ông có thấy là sẽ có người đến đánh không? Cậu chính nói rằng không thấy. Ông nói tôi nè, đứng lên đấm cho mấy cái xương mặt xương mày. Chuyện nó đồn ra làm cho mất uy tín. Tôi tin rằng bởi cái sự cầu nguyện chiến trận mà chúng ta thấy làm cho lung lay công việc của nó. Vì trước đó anh chị em, con cái Chúa, người tin lành, từ ở Kima, từ ở dưới Seabrook, kéo lên 3 giờ sáng đã đứng xếp hàng để chờ đến phiên của mình đi vô để cậu chính bốc cho những cái quẻ. Mà nó phỉnh dối lắm. Ở trên cái tủ sách của nó, cái kệ sách của nó cũng để kinh thánh nữa. Vì chúng ta hỏi những người này, tại sao là con cái của Chúa mà lại đi đến cái chỗ này? Anh nói tại vì tôi có nhu cầu, tôi đến, tôi trình bày ông mục sư của tôi, mục sư, ông cầu nguyện có chuyện gì xảy ra hết. Mà thiệt với anh chị em, giống như gia đình của Naomi, nhà bánh mà không có bánh thì con cái nó tản lạc. Rồi còn nói như này, nhưng mà cái ông này ông tốt lắm. Ông khuyến khích chúng tôi là Chủ nhật cứ tiếp tục đi nhà thờ, đừng có chỉ tin những việc của ông mà thôi. Nó phỉnh gạt người ta đến như vậy. Người ta biết rằng đi những nhà thờ đó mà không có quyền năng của Chúa thì đi cũng như không. Cho nên đâu có gì nó sợ đâu. Nó kêu cứ đi nhà thờ. Nó cũng để cái cuốn kinh thánh nó tại đó. Cuốn kinh thánh tự đó không có cái quyền năng. Nhưng mà lời ở trong đó khi được mặc lấy trong tâm trí của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, thì lời đó mới trở nên sống động. Cho nó không, nó chỉ là những trang giấy với một ít mực được in ở trên đó mà thôi. Anh chị em hiểu điều này để chúng ta hiểu và chúng ta biết được có những cái quyền lực như vậy. Hiếu sinh của chúng ta cũng có những tay mà nó cho những cái lá bùa mà có những cái lá lên đến 15.000 Mỹ Kim. Thì nó phải làm những kỳ tích lớn lắm anh chị em, người ta mới bỏ một cái số tiền lớn như vậy để mua chuộc một cái lá bùa từ họ. Và chúng ta cầu nguyện chiến trận để chúng ta công bố rằng cái quyền năng nào, cái quyền lực nào khống chế cộng đồng của chúng ta đó, chúng ta nhân danh Chúa chúng ta bẻ gãy công việc của nó. Để rồi phần của chúng ta thì đảm bảo mình có quyền năng thật từ nơi Chúa, để mình sẽ làm những công việc giảng về Đấng Christ và làm công việc của chữa lành giải cứu, khiến cho ai nấy đều lắng nghe chúng ta. Anh chị em hiểu như vậy để chúng ta thấy cái trách nhiệm của chúng ta và cái nhu cầu của chúng ta rất là cần Chúa. Nếu không chúng ta không làm gì được. Bởi vì chúng ta biết chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian này nằm ở dưới quyền ma quỷ này. Vì chúng ta vô trong nhà của ma quỷ mà chúng ta muốn lấy của nó, giỡn mặt à? Nó để chúng ta yên à? Không. Trừ trường hợp có một kẻ mạnh hơn. Lời của Chúa cho chúng ta biết một kẻ mạnh, nó đang cầm binh khí, nó giữ đồ của nó, thì đồ của cải của nó được an toàn ở dưới cái sự bảo vệ của nó. Trừ trường hợp có một người mạnh hơn cột nó lại rồi mới có thể cướp nhà nó và phân phát gia tài của nó. Và Chúa Giê-xu là đấng mạnh hơn đó. Ngài đã đến và Ngài đã làm công việc. Bây giờ Ngài muốn chúng ta là hội thánh của Chúa, chúng ta phải thực thi công việc đó và ứng dụng ở trong cái vùng đất của chúng ta, cái khu xóm của chúng ta, dòng họ, gia đình của chúng ta, môi trường mà Chúa có thể tạo nên thành ra như kinh nghiệm của thành Samari cho chúng ta. Anh em nắm được vấn đề. Thì chúng ta phải chiến đấu. Mà chúng ta cột trói cái linh gì đó của tà thuật, của bất cứ một điều gì nó làm cho gia đình của mình vẫn nằm ở dưới quyền điều khiển của nó. Nhiều khi có một cái linh nó sử dụng một con người nào đó ở trong cái dòng họ đó. Trong dòng họ, chúng ta nói đến thì chúng ta biết rồi, trong dòng họ, trong một gia đình, thế nào cũng có một người rất là quyền lực ở trong. Cái người đó nói tất cả mọi người đều nghe hết. Anh em hiểu được chưa? Chúng ta không có tấn công cái con người đó mà chúng ta cột trói cái linh điều khiển nằm ở phía sau con người đó. Con người đó mà ngã, cả dòng họ sẽ ngã theo. Để chúng ta thấy được chiến trận của chúng ta, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa nghe làm, và chúng ta sẽ thấy sự phục hưng xảy ra. Amen anh chị em. Chúng ta để ý đến vì chúng ta sẽ cầu nguyện một số điều mà tôi đề nghị với anh chị em thế này. Phần đầu chúng ta giơ tay lên hướng về Chúa, chúng ta ngợi khen, chúng ta sẽ làm công việc đó. Thứ hai, cầu nguyện.
công bố rằng bất kỳ ma thuật nào đã áp đặt trên thành phố để ngăn cản sự thờ phượng thật của Đức Chúa Trời phải bị bẻ gãy. Chúa cho chúng ta có thẩm quyền để giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại chúng ta được. Nắm bắt thẩm quyền đó, Ephesians chương 2 cho chúng ta biết rằng sau khi chúng ta được Chúa cứu chúng ta, vốn chết ở trong tội lỗi, Chúa cứu chúng ta rồi, Ngài làm gì? Ngài cất nhắc chúng ta lên và cho chúng ta hiện tại đang ngồi đâu? Đang ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Nói đến thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta cột trói công việc của ma quỷ. Thứ ba, chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ thần mạnh sức làm dấu kỳ phép lạ. Cầu xin Chúa sẽ làm việc siêu nhiên ở giữa chúng ta. Thứ năm, hãy cầu nguyện rằng người bệnh sẽ được chữa lành và phép lạ sẽ xảy ra trong danh Chúa Giêsu. Thứ sáu, chúng ta cầu nguyện rằng bất kỳ rào cản nào đối với việc thực hiện phép lạ ở trong cuộc sống của chúng ta phải bị phá vỡ. Có thể là vô tính, có thể là chúng ta nghĩ rằng cái chuyện này có ai đó được ơn thôi. Không, kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc cũng chẳng hay gì. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Điều kiện là gì? Tin. Xin Chúa cho để chúng ta xác quyết điều đó và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Thứ bảy, chúng ta cầu nguyện để có được một dòng chảy tự do của Đức Thánh Linh làm việc ở giữa chúng ta trên hội thánh của Chúa. Trên một mức độ, chúng ta là những người cầu thai trong hội thánh. Thì chúng ta biết rằng có những ngăn trở, có những cái rạn nứt cần phải được hàn gắn, có những đời sống là không chịu nắm bắt cái cửa mà Chúa Ngài mở cho trong việc ăn năn trở lại. Thì chúng ta cầu nguyện để sẽ có một sự vận hành lớn lao, một dòng chảy của Đức Thánh Linh khiến cho sự tự do đến và nhiều người sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và những con người kinh nghiệm được sự tươi mới trong đấng cá nhân, chúng ta khao khát đủ, chúng ta hợp chung lại như là những đốm lửa đã được Chúa Ngài cho nó được cháy lên, rồi Chúa Ngài gom nó lại thì nó sẽ trở nên một đống cháy lớn, và lúc bây giờ nó sẽ ảnh hưởng lan rộng ra trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một cái chiến thuật rất là lạ, nhưng mà nó là chiến thuật ngày xưa. Khi người ta muốn lấy một cái thành thì công việc của họ là đốt lửa xung quanh thành. Khi lửa như vậy rồi thì không khí được cháy đó, thì nó sẽ tạo nên có một cái sức của gió, nó hút. Thì cái phần còn lại đó là chuyện gì cũng có thể bốc cháy được hết. Để xin Chúa Ngài cho, để Chúa Ngài thắp chúng ta lên như những đốm lửa cháy đầu tiên. Chúng ta sẽ tạo nên một cái sức thu hút lớn. Hầu cho nếu mà củi ở bên trong, trong thành đó, mà nó còn ương ướt đó, thì cái sức cháy của chúng ta cũng mạnh đủ để làm cho nó khô và sẽ thu hút một đám cháy lớn ở trong ơn của Chúa. Thứ tám, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, sức giàu, ban thần trí khôn ngoan và dấy lên các Philip của ngày hôm nay. Thì chính nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy cầu nguyện rằng sẽ có một cơn mưa của Đức Thánh Linh. Đây là một ngày mới và xin Chúa đổ cơn mưa của Ngài xuống ở trên bạc. Hãy tiếp nhận quyền năng của Ngài. 11, hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ sức giàu cho chúng ta. Thứ 12, hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ khai phóng thần của Ngài trên chúng ta để thực hiện những dấu kỳ phép lạ. 13, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta sẽ thấy bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời đang vận hành ở trong chúng ta ngay bây giờ. Và cuối cùng hãy cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì sự sức giàu mới. Cảm ơn Chúa vì Ngài chắc chắn sẽ đến trên thành phố của chúng ta để phá vỡ bóng tối. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Amen anh chị em. Tôi cảm nhận có một cái sự hăng hái khao khát từ anh chị em để chúng ta sẽ cầu nguyện. Cho nên chúng tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này chúng ta rời hàng ghế với chúng ta tiến lên phía trước tại đây. Chúng ta hiệp lòng hiệp ý. Chúng ta xin Chúa những điều mà Chúa Ngài rất muốn ban cho chúng ta rồi. Công việc của chúng ta là hiệp lòng, hiệp ý, cầu xin bất cứ điều chi Cha cũng ban cho chúng ta. Dù có hai người, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy có một sức mạnh hiệp quần của hết thảy chúng ta. Và chúng ta hiệp lòng, hiệp ý, chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta trong buổi tối hôm nay. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.